Xin kính chào cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bánh Tre ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Nhi có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống bên vườn của em Nhi cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Rồi không lắm mất thời gian ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh nha. Hôm nay trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cây nào ủng hộ nha. Rồi. Rồi, vô cái đầu tiên ngày hôm nay luôn em ha. Dạ, là mã số 21H. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi, siêu bông Sài Gòn, đế bí nha cô chú anh chị. Dạ. Cụ đế bí luôn cô chú anh chị ơi, 4 múi, 5 múi luôn nè. Hoành được 9. Rồi. Cao 41, bán ngang được 48. Rồi, cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 150 ạ. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 22H, một cây cúc phượng thanh tân nha cô chú anh chị. Trời ơi, cái này tàn to lắm cô chú anh chị ơi. Hoành được 9. Rồi. Cao 50, bán ngang được 57. Rồi, cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 250 ngàn, xả vườn luôn. Rồi, đợi cây ha. Dạ. Rồi, tiếp theo mã số 23H. Một cây cúc hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Rồi, cái này có cái bông trên cây luôn nè. Bông gió cô chú anh chị. Hoa gió mà nó đẹp quá nè cô chú anh chị, xuất sắc chưa. Bông nè, quá đẹp. Quanh được 11, đế gồng 3 lượng nha. Gồng 3 lượng cô chú anh chị ha. Cao 64, tán ngang mình được 55. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 300 ngàn ạ. Rồi, đổi cây nha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 24H, một cây giảo tự xoắn nha cô chú anh chị. Thân lá rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mình chơi bonsai là bao đẹp luôn, bảo đảm cô chú anh chị mình luôn. Hoành là mình được 7. Rồi. Củ nó là mình được 23. Cao mình được 38 và tán ngang. Ủa, cao mình được 42. Tán ngang mình được 38 nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 200 ngàn. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 24H, một cây cúc tây thi nha cô chú. Rồi. Cụ đế. Hoành mình được 8. Rồi. Dòng cũ mình được 21, giá cao mình được 50, giờ tán ngang mình được 48. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 180 ngàn ạ. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 25H là một cây cúc hoa hồng thanh tú đế gồng tiếp tục luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Trời ơi bông lá đẹp mà bông cũng đẹp nữa, ngại gì mình không mua ha. Thì mấy cây đế gồng vậy không còn nhiều nha. Thiệt lưu sự luôn, không ngại em bán rất là nhiều. Quanh được 10. Gồng 3 lượng cô chú anh chị ha. Cao 70. Và tán ngang là mình được 52. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú chị giá 300 ngàn thôi ạ. Rồi đợi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 27H, một cây cúc họ hương nha cô chú anh chị. Đế gồng luôn cô chú anh chị ha. Dạ. 3 lượng là cô chú anh chị. Liền cốt. Quanh được 6. Nụ lên cao nụ non. Cao 47, tán ngang được 59. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú chị giá 250 ạ. Rồi mình đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 28H, một cây cúc 150 cánh nha. Rồi. Hoành được 7. Liền cốt 100% nha cô chú anh chị mình. Cao 9. Tán ngang được 55. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 180 ngàn ạ. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 29H. Rồi. Một cây giảo siêu nụ nha cô chú anh chị. Giảo siêu nụ đế bính nha. Rồi, đế bính luôn ha. Ồ, giờ nó ra đùm đùm rồi đó. Lũ kim nha. Mình được 7. Rồi, tàn đều đẹp của cao chú anh chị. Cao 53, tới ngang được 56. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 220 ngàn ạ. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 30H, một cây tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, cái này cuối clip luôn em ha. Dạ đúng rồi. Rồi, cho xin thông số luôn đi em. Hoành được 13. Rồi. Cao được 56. Tán ngang được 65. Rồi cái này em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá 300 ngàn. Và đây cũng là cây clip của em nha. Cảm ơn với cô chú anh chị mình đã xem hết clip và ủng hộ em trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.